Ngày 15 tháng 1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã xác định người đàn ông năn nỉ cảnh sát giao thông không đo nồng độ cồn xảy ra tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang là THH, sinh năm 1960, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, hiện đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương, không phải đang công tác tại tòa án như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 3 tháng 1, tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú thì phát hiện ông H điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Khi lực lượng cảnh sát giao thông đề nghị ông H xuất trình giấy tờ thì ông chỉ xuất trình thẻ đảng viên và tự xưng là cán bộ tòa án nhân dân huyện Châu Phú. Sau đó, tổ công tác nhiều lần yêu cầu ông này kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông vẫn không chấp hành. Đến khi tổ công tác thông báo sẽ lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, thì lúc này ông H mới chấp hành. Kết quả, ông H vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.081mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện để xử lý theo quy định. Ngày 9 tháng 1, ông H đã nộp phạt 7 triệu đồng và chịu phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 thời gian 23 tháng từ ngày 9 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 9 tháng 12 năm 2025. Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, ông này thừa nhận có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Do sợ bị phạt nên ông H đã tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú để được bỏ qua lỗi vi phạm. Ông đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và gửi lời xin lỗi đến các cơ quan chức năng liên quan, nhất là Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú và Công an tỉnh An Giang. Trước đây, ông H từng công tác tại đơn vị tòa án thi hành án huyện Châu Phú đến khoảng năm 2006 thì nghỉ việc. Hiện tại, ông này đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương. Đồng thời, ông cũng không có con công tác trong lực lượng công an như tin đồn.